Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập. Tiếng Việt lớp 4 tuần 28 trang 64. Ôn tập giữa học kỳ 2. Tiết 6. Đầu tiên chúng ta làm bài tập số 1. Phân biệt ba kiểu câu kể bằng cách nêu định nghĩa, ví dụ về từng kiểu câu rồi ghi vào chỗ trống trong bảng ở đây chúng ta có một bảng như sau kiểu câu kể thứ nhất là ai làm gì định nghĩa chủ ngữ trả lời câu hỏi là ai hay là con gì chủ ngữ trả lời câu hỏi là ai ví dụ lan đang học bài chủ ngữ ở đây là lan chủ ngữ trả lời câu hỏi con gì ví dụ con chó đang chạy chủ ngữ là con chó vị ngữ trả lời câu hỏi làm gì lan đang học bài vị ngữ là đang học bài vị ngữ do động từ cụm động từ tạo thành ví dụ hải đang đá bóng chủ ngữ là hải trả lời câu hỏi ai đang đá bóng là vị ngữ trả lời câu hỏi làm gì kiểu câu thứ hai là ai thế nào chủ ngữ trả lời câu hỏi là ai con gì cái gì vị ngữ trả lời câu hỏi thế nào vị ngữ do tính từ động từ, cụm tính từ, cụm động từ tạo thành. Ví dụ, bác Hùng là người rất điềm đạm. Chủ ngữ là bác Hùng. Trả lời câu hỏi ai? Vị ngữ là người rất điềm đạm. Trả lời câu hỏi thế nào? Tiếp theo các em sang kiểu câu 3 là ai là gì? Chủ ngữ trả lời câu hỏi ai? Con gì, cái gì? Vị ngữ trả lời câu hỏi là gì? Vị ngữ do danh từ cụm danh từ tạo thành. Ví dụ, bạn Lan là lớp trưởng lớp tôi. Chủ ngữ là bạn Lan, trả lời câu hỏi ai? Là lớp trưởng lớp tôi là vị ngữ, trả lời câu hỏi là gì? Tiếp theo các em sang bài tập số 2, Tìm ba kiểu câu kể nói trên trong đoạn văn sau, ghi lại các câu tìm được và nêu tác dụng của từng kiểu câu. Bây giờ, tôi còn là một chú bé lên 10. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng. Câu thứ nhất, bây giờ tôi là một chú bé lên 10. Đây là kiểu câu kể Ai là gì? Bây giờ tôi còn là một chú bé lên 10 Chủ ngữ là tôi Vị ngữ là Còn là một chú bé lên 10 Thì mục đích của câu này Là giới thiệu về nhân vật tôi Mỗi lần đi cắt cỏ Bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất Khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Thì đây là kiểu câu ai làm gì. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi, tôi ở đây là chủ ngữ, cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Thì đây là là vị ngữ. Rồi, câu cuối cùng, buổi chiều ở làng ven sông Yên Tĩnh một cách lạ lùng. Thì đây là là câu kể. Ai thế nào? Buổi chiều ở làng ven sông. Thì làng ven sông là chủ ngữ, yên tĩnh một cách lạ lùng là là vị ngữ. Rồi như vậy chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Câu 1. Bây giờ tôi còn là một chú bé lên 10. Đây là kiểu câu kiểu câu kể ai là gì, tác dụng là giới thiệu nhân vật tôi. Rồi tiếp theo câu số 2. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Thì đây là kiểu câu kể ai làm gì, tác dụng là kể các hoạt động của nhân vật tôi. Tiếp theo găm sang câu 3. E buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng thì đây là kiểu câu kể ai thế nào tác dụng là kể về đặc điểm trạng thái của buổi chiều ở làng ven sông tiếp theo em sang bài tập số 3 hãy viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ ly trong truyện khuất phục tên cướp biển đã học trong đoạn văn có sử dụng ba kiểu câu kể nói trên gợi ý trong đoạn văn cần sử dụng câu kể ai là gì để giới thiệu và nhận định về bác sĩ Ly. Câu kể ai thế nào để nói về đặc điểm tính cách của bác sĩ Ly. Câu kể ai làm gì để kể về hành động của bác sĩ Ly. Và cụ thể thì các em tham khảo đoạn văn sau. Bác sĩ Ly là một bác sĩ giỏi. Thì đây là câu kể ai là gì để giới thiệu về bác sĩ Ly. Một lần bác sĩ đến thăm bệnh cho ông chủ quan trọ thì đây là câu kể ai làm gì để kể về hành động của bác sĩ Ly. Tên chúa tàu tỏ ra hung hãn, quát nạt bác sĩ, nhưng vị bác sĩ vẫn ôn tồn giảng giải cho ông chủ quan trọ cách trị bệnh. Bác sĩ Ly nhân từ đức độ và nghiêm nghị đã khiến tên chúa tàu phải cúi gằm mặt và ngồi xuống. Bác sĩ Ly nhân từ đức độ và nghiêm nghị đã khiến tên chúa tàu phải cúi gằm mặt và ngồi xuống. Thì đây là câu kể ai thế nào để nói về đặc điểm tính cách của bác sĩ Ly. Trong nhà trọ, ai cũng đều không phục thay độ kiên quyết dũng cảm của bác sĩ Ly, bác sĩ thật can đảm. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.